mua nick Free Fire lên quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Đâu ta? À đây. Chạy đâu hải mấy? Thích chạy. Qua đây này, bắn nhau này. Thích chạy qua đây. Làm sao đấy? Kể cả cho bạn có đứng gốc cây nhá. Cho đứng gốc cây này. Đứng gốc cây luôn nha anh em. Khả nào nữa. Đây à? Chạy à? Hả? Cái đạn à? Ui. Số nhọ rồi anh em ấy. Đúng là số nhọ. Đang bắn hay tự nhiên lại hết đạn. Giống kiểu như là đang phê phim đứt dây đàn anh em ấy. Cái này là hỏng rồi. Hỏng hẳn luôn rồi anh em ấy. Đang chơi hay tự nhiên làm quả đứt dây đàn như này. Anh em có thể cạn lời không? Tôi thấy hơi bị cạn lời nhá. Rồi cứ qua đây cái đã. Thế làm sao? Người đâu? À. Thế làm sao người đâu? Chúng chạy mất tiêu rồi cơ. Ủa sao vậy ta? Mấy ông này làm gì mà chạy lẹ thế nhở? Mình lại sợ các bạn quá cơ. À bên này có người. Hay lắm. Đi anh em. Bên này có người thì đi luôn. Các bạn nghĩ gì vậy? Mình có giảm thanh rồi nha anh em. Đây rồi. Một đứa. Qua đây. Vỡ đầu. Thế thôi. Nhanh. Xanh một. Chú cứ để phải nói nhiều nhỉ. Anh em nhỉ. Cái nào lao nhá thì cho nó vỡ đầu thôi. Cho nó chừa đi. Chừa em ạ. Quần máu nhá. À, thêm đạn súng trường. Nghe có vẻ rất là hợp lý luôn anh em ơi. 200/200 máu. Giáp cực kỳ là chất lượng rồi. Bên ngoài này có một đứa nhá. Đi anh em. Giờ là phải lo kiếm người anh em nhỉ. Trong khi tôi chạy nãy giờ đây. Đào không ra một ai. À đây. Một đứa rồi. Lên bảng luôn. Thế cho nó nhanh. Trên này có xe. Cái đầu. Lên bảng này. Thế thôi. Ska tay súng 2 gì cơ mà anh em ơi. Bình thường là Ska nó là một cái khẩu súng bắn mà anh em cảm giác là nó ít giật nhất luôn anh em ơi. Mình cảm thấy thế là bởi vì là súng Ska nó ít giật nhất mà anh em. Sau đấy là đến cái cây nào ta anh em. Cây M451 à? AK là giật nhất. À đâu? Còn cái khẩu súng chất như kiểu Goza với lại mấy cái khẩu linh ta linh tinh mình không nói. Mình chỉ nói đến những cái khẩu thông dụng thôi mà anh em xài nhiều thôi. Đi mọi người ơi, let's go nào. UAV thì ngay đây rồi, quan trọng là kiếm người thôi. Ngay đây à, nóc xưởng rồi. Khốn nạn ghê cơ, nghe thấy bé nó ở trên nóc xưởng. Thế này mình chịu. Mình sẽ đuổi theo thằng này trước anh em ơi. Đấy, có phải đuổi theo nó trước nè. Đúng rồi, hay lắm, đứng lại. Mày nghĩ mày chạy được à? Mày nghĩ mày là ai? Xa có một đứa này. Chờ tí anh em tôi qua ngay đây. Thế làm sao? Thằng bé này có xanh mộ không đây? Bị ăn tông chưa? Bị ăn tông xem ấy. Ui, nhầm gì đấy? Ui, xe nó chạy vượt qua mình luôn anh em ấy. Lướt qua nhau như người xa lạ tầm, sợ bật quá. Mình lại sợ các bạn quá cơ. Quên thằng nào. Một đứa nó cầm máy đúc trên nóc sở anh em ơi. Nó cầm máy đúc phải không nào? Nó có một đứa này. Vỡ đầu. Tuổi gì em? Thế nên. Ui, gắt thế này chơi. Lên xe. Ui đừng. Đừng thế cho bạn này. Ui, một đứa ở trên vẫn cầm máy đúc. Bắn. Dã man. Mấy ông tính chơi tôi như kiểu là Fast or Furious à? Hay quá. Xuống dưới sửa giáp cái đã anh em. Thằng nào mà to gan vậy ta? Lao nháo pháo xe à? Các cháu thích lao nháo pháo xe. Mấy cái thằng dơm dơm này. Chúng nó to gan thế anh em. Sợ quá. Mình lại hơi bị sợ bạn rồi nha. Thằng này chạy như hack vậy ta. Mày hack hả mày? Hack này chạy như hack. Vậy mình thấy chạy giật giật anh em ạ.
Hay quá. Đúng rồi, vứt bớt cái này ra anh em. Mà nó cứ ở trên nó cắn trộm anh em, mình cay cú nhá. Thằng ở trên nó cứ rình nó cắn trộm anh em ấy. Mình cảm giác mình cay với nó quá nhỉ. Thật sự con là mày ở đâu? Nổ cho anh cái địa chỉ coi nào. Cái thằng rơm rơm này nó cứ cắn trộm thôi anh em. Nghe này, hạ đến thế là cùng. Đấy, chắc chắn là bông keo của người này. Ở bên đây à? Bên này à? Ui, chạy đi. Chạy đi. Loot đồ này, loot đồ này lên bảng. Thế thôi cho nó nhanh. Bây giờ nha anh em nhá, bây giờ thế này nhá. Mình sẽ mọt lên trên, mình sẽ mọt lên trên. Chắc chắn là vẫn đang còn người ở trên, anh em cứ yên tâm ở tôi nhá. Đang còn người chắc chắn luôn, mình nói không hề sai nhá. Sẽ quét luôn này anh em này. Cầm con monster chắc chạy quét một lần luôn. Nào. Hơi fail rồi anh em ơi. Vòng lại lần nữa. Thế làm sao? Mình nhớ là có đứa ngay đây mà. À đây rồi. Tính làm gì đây? Tính vào bom muộn à? Ui, bom hạ thằng kia. Mất mạng mình không được ăn cơ. Cái anh cú nhỉ anh em, cái bạn đấy mình không được ăn. Thế mình mới chán chứ anh em, các bạn đấy không được ăn nhỉ. Xuống đây cái đã. Thế bây giờ làm sao, người đâu? Người đâu rồi ta? Mình cứ qua đây cái nào anh em. 5 thằng nữa. Ồ, cơ hội chiến thắng lúc này của mình là chưa đến 20% nữa cơ. Hên xui lắm. Vẫn là phần hên xui nhiều hơn anh em. Thằng trên ốc sửa anh em nghĩ xem, nó xuống chưa, nó chuẩn bị xuống này. Đây này, cái thằng trên ốc sửa này. Qua cán cho nó luôn. Cái gì đây? Tả đá. Thích con. Mỡ đầu, thế thôi. Nhanh gọn. Những cái thằng láo nháo pháo ăn xe như thế là phải cho nó lên bảng điểm số cho nó biết sợ anh em ấy. Không là cho nó không biết sợ là gì cả. Đấy, máu nó còn rất nhiều luôn anh em. Bơm máu vào bò luôn anh em nhở. Đúng rồi, full cây. Cuối thật cuối. Chuẩn bị top này anh em này. Anh em đoán xem, riêng tôi là tôi tự tin đến tới khoảng là 99.99% top 1 rồi nha anh em nhá. Anh em đoán xem, tôi là tôi hơi bị tự tin rồi nha anh em. Lên. Ôi, monster chắc bị vấp. Khốn nạn ghê vậy anh em. Mình không nghĩ là con xem monster chắc lại bị vấp được cơ. Đây rồi, đây có một đứa này. Không quen. Thêm sao. Sợ quá nhờ. Mình sợ nó quá anh em nhờ. Quấn full cây luôn. Bạn nghĩ bạn là cái gì ở đây hả? Anh em nghĩ là ở phía sau còn người không? Tôi nghĩ là vẫn còn đấy. Vòng lại. Đây, vòng lại ngay phía sau luôn nha anh em. Tôi nghĩ là vẫn còn đấy. Đây rồi, biết ngay mà. Lên bản đi. Xong luôn. Hai đứa cuối. Là hai đứa cuối. Đây. Ngoài này có một đứa này. Này em gì ơi, đứng lại đi em gì ơi. Vào trong này á hả? Bạn nghĩ gì bạn vào trong này vậy? Bạn nghĩ gì vậy? Lên bảng luôn. Một thằng nữa. Nó nghĩ gì vậy anh em? Thằng cuối. Chùm cuối rồi này. Anh em đoán xem. Các bạn đoán xem nó ở đâu. Bây giờ mình đang ở trong mo rồi nhá. Giáp trắng này, mũ ba này, đồ rất ngon luôn. Được một kill rồi. Thêm một kill nữa, 12 kill top 1. Nghe có vẻ hơi bị hợp lý đấy. Nghe đâu ta? Cứ qua đây còn nào anh em. Một thằng nữa thôi mà ta. Trốn đâu rồi? Hả? Chú trốn đâu rồi? À đây. Thấy rồi nhá. Nó vào trong nhà kho. Nó qua đây. Ui, bắn không trúng phát nào luôn, hay lắm. Nó vào gần bo hơn anh em. Thế bây giờ nhá, anh hỏi chú nhá, bo thu ở đâu? À, nếu như bo thu bên mình sẽ có lợi, chắc chắn luôn anh em. Còn nếu như bo thu bên nó thì cái này anh em chấp nhận hết xui thôi nhở. Hên xui thôi.
nó ngay sau cái trụ kia mới được chạy cho thôi. Một quả lịch qua, nếu có nó sẽ chạy. Không có, thế có khi nó qua thẳng bên kia rồi anh em ơi. Bỏ thu bên này, nghĩa là mình nên qua đi. Thằng ông con trai ai đi nút làm gì hả anh em? Nó chạy qua đây rồi. Trong nhà này à? Trông có vẻ giống lắm anh em. Ở đây, ở đây, ở đây. Cà đậu xanh, cà đậu xanh. Làm sao, làm sao, làm sao? Qua đây nào. Cái gì đấy? Xài súng gì đấy? Anh cho chúng nó lại này. Nó xài súng gì vậy anh em? Nó xài súng gì vậy? Xài súng gì vậy? Xài súng gì vậy? Mình hỏi bạn lần cuối nhé, bạn xài súng gì vậy? Bạn nghĩ sao bạn cầm M4M1 bạn bắn mình vậy? Đúng rồi, bạn qua đây. Đúng rồi, qua đây, qua đây, qua đây. Mở đầu, yes. Tôi 1-12 kill. Quẩy này anh em ơi, yes. Tuyệt vời ông mặt trời ra nào, wow. Ok, 12 kill cấp 1 nhá. Rất là nhẹ nhàng thôi anh em ấy, không hề khó khăn gì cả này.